Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em qua bài số 3 con lắc đơn trong chương 1 dao động điều hòa. Thì hai bài trước thầy đã nói về con lắc lò xo và con dao động điều hòa. Hôm nay tiếp tục là bài con lắc đơn. Thì về bài con lắc đơn thì nội dung các bạn cần nắm vững đó là cấu tạo con lắc đơn. Thứ hai là phương trình trong dao động điều hòa. Thứ ba là chu kỳ tần số gốc và số dao động của con lắc đơn. Thứ tư là vận tốc, gia tốc, quãng đường trong dao động điều hòa của con lắc đơn. Và thứ năm là đồ thị trong dao động điều hòa. Thì về định nghĩa về con lắc đơn, thì con lắc đơn là một cái hệ gồm một vật có khối lượng M, kích thước không đáng kể, treo vào một cái sợi dây, có khối lượng cũng không đáng kể và không co giãn. Tất cả là được đặt trong một cái trọng trường là có gia tốc G. Thì để mà con lắc đơn dao động điều hòa đó là phải bỏ qua mọi ma sát của nó và nó là một dao động bé. Khi góc lệch của con lắc đơn này phải nhỏ hơn hoặc bằng 10 độ. Lớn hơn bằng 10 độ, lớn hơn 10 độ thì nó không xem như là dao động điều hòa nữa. Vậy ngay cái chỗ điều kiện dao động điều hòa thì người ta sẽ hỏi một câu trắc nghiệm chọn câu đúng hay là sai. Người ta hỏi là mọi con lắc đơn dao động với một góc lệch alpha là dao động điều hòa là sai khi nó nhỏ hơn hoặc bằng 10 độ. Về phương trình dao động thì thứ nhất là ly độ theo cái tọa độ cong hoặc là theo góc. Thì ly độ theo tọa độ cong thì như là một con lắc lò xo hoặc là dao động điều hòa là S bằng S rho cos omega t cộng phi. Hoặc nếu chuyển động theo ly độ góc thì ta sẽ có được là alpha bằng alpha 0 cos omega t cộng phi. Với alpha là nó sẽ bằng là S chia L. Có nghĩa người ta quy giữa cái góc và cái độ cong của nó là S hay là cái quãng đường ly độ. Còn alpha 0 là bằng S rho chia L. Về vận tốc dài thì V nó sẽ bằng là S đạo hàm, tức là bằng trừ omega S rho sin omega t cộng phi, tức là bằng trừ omega nhân L alpha 0 sin omega t cộng phi. Về gia tốc, tức là A nhỏ sẽ bằng đạo hàm của vận tốc. Đó là sẽ bằng là trừ omega bình S rho cos omega t cộng phi. Còn về tính theo góc á, thì nó sẽ bằng trừ omega bình nhân L nhân alpha 0 cos omega t cộng phi. Và nó cũng sẽ bằng là trừ omega S. Hoặc là nếu theo tính theo góc lệch thì nó sẽ bằng trừ omega bình alpha nhân L. Alpha là một góc lệch. Cho nên đối với con lắc đơn thì người ta có thể là tính theo cái tọa độ cong, tức là cái quãng đường, cái cung là S. Còn có thể là tính theo góc tùy là để cho cái gì. Thì có một cái nhận xét mà các bạn đã để ý, người ta hay hỏi chỗ này về chọn câu đúng, câu sai. Thì dao động điều hòa của con lắc đơn là một chuyển động cong, biến đổi nhưng không đều. Nếu con lắc mà có cái góc lệch bé hơn 10 độ thì nó là một dao động điều hòa. Vậy thì nó sẽ có một cái công thức độc lập với thời gian
mà trong hai bài trước con lắc lò xo và dao động điều hòa nó đã sử dụng, đó là gì? S rho bình phương bằng S cộng V bình chia omega bình. Nếu thì chuyển theo tọa độ theo góc thì nó sẽ là alpha rho bình phương sẽ bằng alpha cộng L chia G nhân với V bình phương. Đó, vô thi người ta hỏi góc hay là hỏi theo tọa độ cong. Nếu cho góc mà người ta tính bảo tính tọa độ cong thì các bạn nên chuyển từ cái alpha bằng S chia L và alpha 0 thì bằng S0 chia L. Về chu kỳ và tần số góc của con lắc đơn thì omega là bằng căn bậc 2 của G chia L. Chu kỳ thì bằng 2pi căn của L chia G. L là chiều dài và G là gia tốc trọng trường. Về tần số của nó thì sẽ bằng 1 trên 2 pi căn của G chia L. Về chiều dài của con lắc đơn thì con lắc đơn có chiều dài là L1 cộng L2, có nghĩa là ở đây người ta cho ở cái một cái nơi nào đó thì có chiều dài L1 rồi tăng chiều dài lên bao nhiêu đó thì người ta hỏi chu kỳ. Vậy thì nếu con lắc đơn mà có chiều dài L1 cộng L2 thì lúc đó nó có chu kỳ sẽ bằng là căn bậc 2 của T1 bình phương cộng T2 bình phương. T1 là chu kỳ lúc con lắc có chiều dài là L1, còn T2 là chu kỳ lúc con lắc có chiều dài là L2, và tổng hai cái đó lại thì chiều dài là L và chu kỳ là T. Tương tự như vậy thì nó sẽ có tần số là bằng 1 trên F và nó bằng căn bậc 2 của 1 trên F1 bình phương cộng với 1 trên F2 bình phương. F1 là tần số lúc có con lắc có chiều dài L1, F2 là tần số lúc con lắc có chiều dài là L2. Con lắc đơn mà có chiều dài bằng L1 trừ L2, giả sử L1 nó lớn hơn L2 thì lúc đó ta có chu kỳ là T sẽ bằng căn bậc 2 của T1 bình phương trừ T2 bình phương. Có nghĩa là hiệu của hai cái chiều dài thì chu kỳ nó bằng căn bậc 2 hiệu của bình phương hai cái chiều dài đó. Và tương tự như vậy thì các bạn sẽ có được là cái tần số là 1 trên F nó sẽ bằng căn bậc 2 của 1 trên F1 bình phương trừ 1 trên F2 bình phương. Và bây giờ là công thức liên hệ giữa chiều dài và số dao động. Thì L1 nhân với N1 bình phương sẽ bằng L2 nhân với N2 bình phương. N1, N2 là số dao động con lắc có chiều N1 là số dao động con lắc có chiều dài L1. Còn N2 là số dao động của con lắc có chiều dài là L2. Và đây chính là công thức liên hệ. Mặt khác thì nếu thêm chiều dài thì các bạn nhớ là sau khi thêm là L2 nó sẽ bằng L1 cộng delta L. Cái L delta L chính là cái đoạn thêm vào. Còn nếu bớt cái chiều dài đi thì L2 lúc sau sẽ bằng L1 trừ đi cái đoạn mà người ta bớt đi là delta L. Lưu ý, nếu không nói rõ thêm hay bớt chiều dài thì ta nên lập cái tỷ lệ là
Ví dụ như L2 trên L1 thì nó bằng N1 bình chia N2 bình, thì các bạn sẽ rút ra công thức riêng. Đó, L2 chia L1 thì nó bằng T2 bình chia T1 bình, thì bằng N1 bình chia N2 bình. Và cái tỷ số này này nó lớn hơn 1, thì ta khẳng định được rằng là L2 nó sẽ lớn hơn L1. Và lúc đó là thêm chiều dài. Còn ngược lại, ta lập tỷ số mà nó nhỏ hơn 1, có nghĩa là L2 lúc này nhỏ hơn L1. Và lúc này là người ta nói là chỗ này là các bạn sửa lại cho thầy là bớt chiều dài, có nghĩa là L2 bằng L1 trừ delta L. Nhiều đề thi đã ra cái dạng là cho L1, L2 rồi cho cái số dao động hoặc là số chu kỳ. Và người ta bảo tính cái chiều dài lúc sau, và người ta hỏi là thêm bao nhiêu hoặc là bớt bao nhiêu tùy cái đáp án. Nếu ta lập tỷ số nó lớn hơn 1 thì có nghĩa là ta thêm chiều dài. Còn nếu ta lập tỷ số mà nó bé hơn 1, có nghĩa là chiều dài lúc sau sẽ bằng chiều dài lúc đầu trừ đi cái khoảng delta L. Bảy nhỏ là nói về lực kéo về, hay còn gọi là lực phục hồi khi có biên độ góc nhỏ. Thì F nó sẽ bằng là MR chia L nhân với S. M là khối lượng của quả cầu, còn G là gia tốc động trường, L chính là chiều dài, và S là cái quãng đường hay là cái ly độ của con lắc đơn. Về năng lượng của con lắc đơn thì động năng á, VKD á, nó sẽ bằng là 1/2 M nhân V bình, 1/2 M nhân V bình. Còn thế năng VKT nó sẽ bằng là MR nhân L thừa số cho 1 trừ cos alpha. Và nó bằng là 1/2 MGL nhân alpha bình phương. Nếu cái alpha lúc này là nhỏ hơn hoặc bằng 10 độ. Và cái góc lệch alpha nó sẽ bằng là ly độ góc, nó sẽ là tính theo radian. Về cơ năng thì cơ năng á, là V kép nó sẽ bằng là V kép T cộng V kép D. Và nó bằng là M G L thừa số cho 1 trừ cos alpha 0. Alpha 0 là ly độ góc cực đại. Thầy thiếu cái dấu trừ ở chỗ 1 trừ cos alpha 0. Các bạn sửa lại cho thầy. Và nó cũng là bằng 1/2 MGL nhân với lại alpha 0 bình phương. Đó là năng lượng của con lắc đơn. Ngoài ra, động năng thế năng biến thiên tuần hoàn với chu kỳ là T phẩy thì bằng T lớn chia 2. T chu kỳ là bằng T chia 2. Tần số F phẩy là bằng 2F. Và cơ năng bảo toàn không thay đổi theo thời gian. Mọi cái đại lượng có thể thay đổi nhưng là cơ năng sẽ bảo toàn. Và đề chỗ này người ta hỏi là chu kỳ của cơ năng hay là năng lượng lúc này sẽ là bao nhiêu? Thì chu kỳ của cơ năng và năng lượng thì hoặc là năng lượng lúc này sẽ là nó bằng 1/2 chu kỳ dao động điều hòa. Còn tần số của cơ năng lúc này sẽ là gấp đôi tần số của dao động điều hòa. Đây là một số cái bài tập, cái công thức mình làm nhanh trắc nghiệm bài tập, các bạn để ý. Bây giờ thầy qua một số cái bài tập vận dụng đề tốt nghiệp năm 2007. Thứ nhất, tại một nơi xác định chu kỳ của con lắc đơn tỷ lệ thuận với câu A, căn bậc 2 chiều dài của con lắc, câu B chiều dài con lắc,
Câu C, căn bậc 2 gia tốc động trường. Và câu D là gia tốc động trường. Thì các bạn nhìn vô là các bạn sẽ thấy ngay là nó sai đáp án nào. B với D là mình chọn, mình loại ngay. Lý do là nó không có căn bậc 2. Ở đây sẽ có được hai đáp án, đó là A và C. Thì người ta nói là căn bậc 2 của gia tốc động trường, căn bậc 2 chiều dài của con lắc T. T bây giờ sẽ là tỷ lệ thuận với căn bậc 2 chiều dài của con lắc, còn sẽ tỷ lệ nghịch với lại gia tốc động trường, căn bậc 2 của gia tốc động trường. Cho nên mình loại luôn đáp án C, thì đó chính là đáp án A. Và từ công thức này thì người ta đưa ra rất là nhiều câu hỏi về cái chu kỳ, rất là nhiều, nếu các bạn biết sử dụng nó vậy cho một cách chính xác. Và tiếp theo là đề tốt nghiệp 2009. Một con lắc đơn gồm quả cầu nặng có khối lượng M treo vào một đầu sợi dây mềm nhẹ không giãn, chiều dài là 64 cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc động trường là G, lấy pi là bằng pi bình, lấy G là bằng pi bình, pi lên chính là 3,14, do quá trình đánh máy thì bị lỗi phong, cho nên các bạn biết ngay đó là số pi mét trên dây bình phương. Thì người ta hỏi là chu kỳ dao động của con lắc sẽ là bao nhiêu? A 1,6 giây, B là 1 giây, C là 0,5 cm trên dây, cm, và D là 2 giây. Thật sự cái đề này nó rất là dễ, nhưng mà các bạn không để ý một cái là bị đánh sai đáp án ngay. Lý do là ở đây người ta cho G là mét trên dây bình phương, thì chiều dài các bạn phải đổi ra mét và áp dụng công thức là T bằng 2pi căn của L chia G là 0,64 chia cho bao nhiêu nhỉ? 0,64 mà chia cho G là pi bình, thì các bạn tính ra được đáp số. Tiếp tục, đề tốt nghiệp năm 2011. Tại cùng một nơi trên trái đất, con lắc đơn có chiều dài L dao động điều hòa với chu kỳ là 2 giây. Con lắc đơn có chiều dài 2L thì dao động với chu kỳ là bao nhiêu? Đây thì vây quanh người ta vẫn hỏi về chu kỳ dao động của con lắc, nhưng mà cái cách thì ra đề thì người ta đổi cái cách ra đề. Cho nên các bạn phải để ý. Nhớ là tại cùng một nơi, con lắc đơn có chiều dài L dao động với chu kỳ là 2 giây. Con lắc đơn có chiều dài 2L thì dao động với chu kỳ là bao nhiêu? Thì các bạn lập tỷ số ra. Thì các bạn sẽ thấy là T là bằng, lúc L thì T sẽ bằng là 2pi căn bậc 2 của L chia G. Đối với 2L thì T phẩy nó sẽ bằng là 2pi căn bậc 2 của 2L chia G. Và các bạn tách ra thì các bạn sẽ được là T phẩy nó sẽ bằng là 2 căn bậc 2 của T. Cho nên lúc này là các bạn biết đáp số là 2 giây. Căn 2 giây đó là đáp án B. Nếu học nhớ công thức thì các bạn lập luận chỗ này rất là nhanh. Và tương tự như vậy thì đề tốt nghiệp năm 2012 người ta ra như sau. Tại cùng một nơi trên mặt đất, nếu tần số dao động điều hòa của con lắc đơn chiều dài L là F, thì tần số dao động điều hòa của con lắc đơn mà có chiều dài là 4F là bao nhiêu? Đó, từ cái đề mà hỏi về chu kỳ thì nó biến đổi ra cái đề tính F tương tự như vậy, hơn nhau 4 lần.
thì các bạn biết là tần số là 1, F là bằng 1 trên 2 pi căn bậc 2 của GCNL đảo với nhau. 1 trên 2 pi căn của GCNL. Vậy thì lúc mà N L bằng 4NL thì các bạn thế vào T phải lúc F phải sẽ bằng 1 trên 2 pi căn bậc 2 của G chia căn bậc 2 của 4NL. Và ở đây ta đặt 1 phần 4 ra ngoài thì chắc chắn là nó bằng căn bậc 2 của 1 phần 4. Kết quả nó sẽ là bằng 1 phần 2F. Đó là đáp án A. Nếu học thuộc công thức và lý luận chặt chẽ chỗ này thì các bạn chọn chưa quá 30 giây cho cái câu hỏi này. Và năm nay là cái năm tổ hợp môn lý hóa sinh vào, cho nên là những câu này sẽ xuất hiện trong đề thi. Qua đề cao đẳng năm 2007, người ta đều cho cùng tại một nơi. Chu kỳ dao động điều hòa của một con lắc đơn là 2 giây. Sau khi tăng chiều dài của con lắc thêm 21 xăng, thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc nó là 2,2 giây. Vậy bây giờ người ta hỏi là chiều dài ban đầu của con lắc này là bao nhiêu? Các bạn lập luận cho thầy đó là lúc với NL, chiều dài NL thì là T là 2 giây. Và lúc tăng lên là 21, có nghĩa NL cộng 21. Thì cái chu kỳ của nó là 2,2 giây. Các bạn lọc tỷ số thì các bạn suy ra được chiều dài ban đầu. T sẽ bằng là 2 pi căn NL chia G. Rồi T phẩy nó là bằng 2 giây. T phẩy nó là bằng 2 pi căn bậc 2 của NL cộng 21 chia G. Và các bạn lập tỷ số là T phẩy chia T thì nó là 2,2 chia 2. Và bên này thì là 2 pi căn của NL cộng căn bậc 2 của NL cộng 21 chia G chia cho 2 pi căn bậc 2 của NL chia G, lập tỷ số bình phương hai vế rút gọn thì các bạn sẽ tính được cái chiều dài ban đầu. Đó là những cái kiến thức mà người ta ra trong cái chương trình thi và có thể là nó sẽ quay lại trong năm này. Bây giờ thầy qua câu tiếp theo, đó là đề thi quốc gia năm 2016. Tại nơi có gia tốc trọng trường G, một con lắc đơn có sợi dây dài là đang dao động điều hòa thì tần số dao động của con lắc là tần số thì bằng 1 trên T chu kỳ, cho nên các bạn thấy là nó sẽ bằng 1 trên 2 pi căn của G chia L, đảo cái chu kỳ lên. Nếu các bạn học không chắc cái chỗ này thì các bạn thấy đó, cách đây mấy năm đề thi tốt nghiệp nó bê nó lại, nó thi lại trong cái 2016 vừa rồi. Cho nên học chắc kiến thức trong sách giáo khoa cũng như là những cái kiến thức mà thầy cô chia sẻ trên lớp thì các bạn đủ để làm bài tập và thi trong cái kỳ thi 2017.